Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 3. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đám cưới độc lạ ở Bắc Giang, chợ sinh lễ đón dâu bằng xe rùa. Hoàng Thị Ngọc Hoa xoán ngôi vô địch marathon quốc gia năm 2024. Xem cảnh sát cơ động tổng duyệt diễu binh, biểu diễn võ thuật. Lại phát hiện 21kg chất nghi ma túy dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Người dân Gò Công thức trắng đêm chờ hứng nước ngọt. Tên lửa Iskander của Nga phá hủy lữ đoàn cơ giới số 32 của Ukraine. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 31 tháng 3. Ngày 31 tháng 3, cộng đồng mạng trầm trồ chia sẻ hình ảnh đám cưới độc lạ khi chú rể dùng xe rùa chở sính lễ. Qua tìm hiểu, đám cưới diễn ra vào ngày 30 tháng 3 tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Xác nhận với Tuổi Trẻ Online, anh Quang Vinh, người quay phim của đám cưới cho biết đám cưới được tổ chức ở Bắc Giang. Do hai nhà cô dâu chú rể gần nhau cách khoảng 500m nên nhà trai đã nghĩ ra màn đưa lễ đón dâu độc lạ. Sính lễ được để gọn trong lòng 5 chiếc xe rùa và được các nam thanh nữ tú đẩy tới nhà cô dâu. Khi thủ tục hoàn tất, chú rể được đẩy về nhà trên xe rùa trước sự phấn khích của những người xung quanh. Họ hàng hai bên cho biết đây là một trong những đám cưới dùng xe rùa chở sính lễ độc lạ nhất Bắc Giang, vừa độc đáo vừa tạo tiếng cười cho mọi người đến dự lễ. Sáng 31 tháng 3, giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 năm 2024 diễn ra tại tỉnh Phú Yên. Bất ngờ đã xảy ra trên đường đua marathon nữ khi vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa, tỉnh Bình Phước đã đánh bại Lê Thị Tuyết của Phú Yên để lên ngôi vô địch. Đây là giải vô địch quốc gia marathon do Cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức duy nhất trong năm cho các vận động viên cự ly dài và marathon. Thành tích của Ngọc Hoa là 2 giờ 51 phút 35 giây. Trong khi đó, Lê Thị Tuyết về thứ hai với 2 giờ 51 phút 53 giây. Cuộc so kè thú vị giữa hai vận động viên marathon hàng đầu Việt Nam thu hút sự chú ý rất lớn của cộng đồng. Lý do bởi Lê Thị Tuyết là đương kim vô địch marathon quốc gia 2023 với thời gian 2 giờ 54 phút 33 giây. Năm 2023 cũng ghi dấu khi cô lần đầu giành huy chương bạc marathon SEA Games 32 với thời gian 2 giờ 49 phút 21 giây. Việc Ngọc Hoa đánh bại Lê Thị Tuyết được coi là thú vị của giải vô địch marathon quốc gia năm nay. Sau khi cán đích, cả hai vận động viên đều phải lên cán cứu thương để được hỗ trợ y tế. Sáng 31 tháng 3, tại trường đua F1 Nam Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động tổ chức buổi tổng duyệt lần 1 cho lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động 15 tháng 4 năm 1974, 15 tháng 4 năm 2024 và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tại buổi tổng duyệt, hàng nghìn chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đã tập luyện diễu binh với động tác đúng, đều, mạnh mẽ, đẹp, thống nhất. Người xem mãn nhãn được chứng kiến các chiến sĩ nam nữ cảnh sát cơ động biểu diễn võ thuật, khí công, dùng tay đấm vỡ chồng ngói, dùng tay chặt gạch, dùng đầu công phá vật cứng, nằm lưng trần trên bàn chông, đi chân trần qua đống thủy tinh. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại những màn biểu diễn đẹp mắt, uy nghi trong lễ kỷ niệm sắp tới. Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm sắp tới, hơn 5.000 cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đại diện cho gần 33.000 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Cơ động toàn quốc đã luyện tập không quản ngày đêm. Gần đây, trên các diễn đàn ẩm thực, chủ của nhiều quán nước đăng tải bài viết thông báo trà sữa hành lá sẽ là món nước mới xuất hiện trong thực đơn của quán. Nhiều cư dân mạng sửng sốt để lại bình luận như: khi uống thì có cảm giác như thế nào vậy? Có chết không chứ mình thấy hơi sợ. Dù thích cả hành lá và trà sữa, nhưng sự kết hợp này có vẻ không ổn lắm. Một số người dự đoán món trà sữa này sẽ đánh thức vị giác của cả những người viêm xoang. Theo ghi nhận, trà sữa hành lá có nguồn gốc ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và du nhập vào Việt Nam cách đây không lâu. Loại thức uống này do một tiệm cá nướng nghĩ ra. Thực khách ghé quán ăn cá nướng sẽ được mua trà sữa hành lá cỡ nhỏ với giá 6,6 nhân dân tệ, khoảng 22.000 Việt Nam đồng một ly. Trà sữa hành lá chỉ là món phụ để bán kèm với món cá nướng hành lá, một trong những món nổi bật vào mùa hè ở Thành Đô. Cũng như các loại trà sữa thông thường, nguyên liệu chính của trà sữa hành lá là trà xanh Nhật Bản, matcha, sữa và kem tươi, whipping cream. Nhưng điều gây chú ý với thực khách là trên lớp kem báo ngậy của ly trà sữa lại rắc rất nhiều hành lá sống thái nhỏ. Ngày 31 tháng 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang phối hợp với công an để điều tra nguồn gốc 21 gói chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu. Đây là lần thứ hai trong vòng một tuần, người dân phát hiện ma túy số lượng lớn dạt vào bờ biển tỉnh này.
Khi đi dạo trên bờ biển Vũng Tàu, đoạn ở khu vực Hòn Bà, phường 2, một người đàn ông phát hiện bao tải tấp vào góc đường. Người này mở ra thì thấy bên trong có nhiều gói hình chữ nhật được cuốn ni lông nên trình báo cơ quan chức năng. Công an phường 2 thành phố Vũng Tàu và bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa về kiểm tra. Tổng cộng có 21 gói nghi là ma túy, mỗi gói nặng khoảng 1 kg. Trước đó, ngày 24 tháng 3, một thanh niên cũng phát hiện bao tải chứa 21 gói như trên tại bờ biển phường 10 thành phố Vũng Tàu. Người này không báo cho cơ quan chức năng mà kể cho bạn mình là Nguyễn Thanh Tuấn. Tuấn đem một gói về tàn trữ ở phòng trọ trên đường Đô Lương, phường 11 thành phố Vũng Tàu, số còn lại cất giấu ở bãi biển. Sau đó, Tuấn bị công an phát hiện việc tàn trữ và đã chỉ nơi cất giấu. Vụ việc này cũng đang được điều tra. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Bù Đăng đang điều tra vụ án mạng khiến một người bị đâm tử vong. Nạn nhân là anh Toàn, 40 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 3, trong lúc anh Toàn đang ở chòi rẫy của một người dân ở xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, thì Châu Văn Cu, 39 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng cũng đi tới đây tìm bạn. Khi tới nơi, thấy anh Toàn đang lớn tiếng với mọi người trong chòi rẫy nên Cu vào can ngăn, nhưng bất ngờ anh Toàn quay lại gây sự với Cu. Bị anh Toàn dùng nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào người, Cu tức giận chạy vào trong chòi lấy một con dao đâm nhiều nhát khiến anh Toàn gục xuống đất tử vong. Gây án xong, Cu đến công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Những ngày qua, hàng ngàn hộ dân trong vùng ngọt hóa Gò Công, tỉnh Tiền Giang phải thức trắng đêm chờ hứng từng can nước ngọt tại các vòi nước công cộng. Nắng hạn kéo dài khiến việc cấp nước sạch phục vụ đời sống của người dân nơi đây lâm vào cảnh khó khăn. Do năm cuối hệ thống cung cấp nước sạch, hầu hết các hộ dân tại các huyện, thị phía đông của tỉnh Tiền Giang như huyện Gò Công Đông, Tân Phú Đông không có nước sinh hoạt trong thời gian qua. Trong khi đó, nguồn nước kênh mương cũng đã hết, nên người dân buộc phải thức chờ lấy từng can nước ngọt tại các vòi nước công cộng miễn phí được lắp đặt dọc các tuyến đường. Tình trạng tương tự xảy ra ở hầu hết các vòi nước công cộng miễn phí tại vùng ngọt hóa Gò Công. Do nước chảy yếu, người dân mất rất nhiều thời gian để hứng nước. Lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Tiền Giang cho biết, hiện nay nhà máy đã mở 60 vòi nước công cộng tại các huyện phía đông, cung cấp 3.000 mét khối nước mỗi ngày cho người dân. Công ty cũng đang phối hợp với nhà máy nước Đồng Tâm tăng nguồn, phân bổ nước nhằm dồn nước về phía đông để người dân có nước sử dụng. Những ngày cuối tháng 3, hàng trăm tàu thuyền của người dân ven biển Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cùng kéo nhau ra biển cào ruốc. Theo những ngư dân có kinh nghiệm ở đây, bình thường ngư dân dùng thuyền nhỏ ra khơi đánh bắt ở vùng biển cách bờ từ 3 đến 10 hải lý. Tuy nhiên, những ngày gần đây, khi ruốc biển xuất hiện dày đặc ven bờ, thì ngư dân chỉ ra cách bờ vài chục mét là khai thác được. Mùa ruốc thường kéo dài chỉ vài tuần và theo đợt, mỗi ngày từng thuyền sẽ thu được trên dưới 1 tấn ruốc. Số ruốc này sẽ đưa về phơi khô rồi đem bán cho các thương lái, chứ không bán liền. Trung bình mỗi tạ ruốc khô sẽ bán được 5-6 triệu đồng. Một thuyền cỡ nhỏ với 2 ngư dân mỗi ngày có thể thu được tiền triệu. Với ngư dân địa phương, đây được xem như lộc trời. Chiều 31 tháng 3, Đà Lạt đã có trận mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trận mưa có kèm mưa đá ở một số khu vực. Ngoài Đà Lạt, một số xã ở huyện Lạc Dương lân cận Đà Lạt cũng đón mưa lớn kèm mưa đá. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, mưa đá xảy ra trong khoảng 10 phút. Hạt mưa đá không quá lớn, to bằng nửa đầu ngón tay út nên không gây thiệt hại lớn cho nhà kính và hoa màu. Theo nhiều người dân, khi có mưa rất mừng vì Đà Lạt đang trong tình trạng khô hạn, thiếu nước tưới. Các hồ nước trong khu vực đã bắt đầu cạn trơ đáy, nhiều địa phương của tỉnh Lâm Đồng nắng hạn trên diện rộng nên xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hồ, ao trữ nước cũng dần khô cạn, gây ảnh hưởng đến sản xuất của nông dân. Đặc biệt, mực nước hồ Đan Kia, hồ cung cấp nước sinh hoạt chính cho Đà Lạt và thị trấn Lạc Dương đã xuống rất thấp. Thượng nguồn khô cạn gây nên tình cảnh thiếu nước sinh hoạt ở hai địa phương này. Trận mưa chiều 31 tháng 3 có thể nói đã giải hạn cho Đà Lạt và vùng lân cận. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng, mưa vàng đã diễn ra trong vài ngày qua ở nhiều huyện phía Nam Lâm Đồng. Đây là trận mưa có lượng đáng kể đầu tiên ở Đà Lạt và vùng lân cận. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga ngày 30 tháng 3 tuyên bố phát hiện khu vực đóng quân và khôi phục sức chiến đấu của lữ đoàn cơ giới số 32 Ukraine ở tỉnh Kharkov. Đại diện quân đội Nga cho biết hai tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander đã phá hủy hoàn toàn mục tiêu này. Thời gian và địa điểm cụ thể không được tiết lộ, nhưng dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy mục tiêu tập kích nằm gần thành phố Chugoev, cách biên giới với Nga khoảng 50 km.
chưa rõ mức độ thương vong và thiệt hại khí tài trong sự việc. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn và 57 đòn tấn công hiệp đồng nhằm vào Ukraine từ ngày 23 đến 30 tháng 3, sử dụng nhiều loại vũ khí tầm xa chính xác cao, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Zircon và Kinzhat. Mục tiêu là các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, trung tâm tra quyết định của quân đội và tình báo Ukraine, nhà máy sản xuất xuồng tự sát không người lái, kho đạn, trạm xăng dầu, hạ tầng phòng không và năng lượng, điểm đóng quân của đặc nhiệm Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Khoảng 18 giờ 30 phút tối ngày 30 tháng 3 giờ địa phương, một đám cháy bùng lên tại kho đạn dược ở Bekasi, ngoại ô thủ đô Jakarta, Indonesia. Theo hãng tin Reuters, quan chức quân đội Indonesia Muhammad Hassan cho biết không có ai thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn. Ông nói đám cháy bùng lên tại cơ sở được sử dụng để lưu trữ đạn dược đã hết hạn sử dụng. Video do kênh truyền hình địa phương Compass TV phát cho thấy ngọn lửa màu cam và những đám khói cuồn cuộn bốc lên bầu trời trong đêm. Cách đó vài km vẫn nghe được những tiếng nổ lớn. Các đội cứu hỏa và nhân viên y tế đã được điều động tới hiện trường. Trả lời Compass TV, một người dân địa phương tên Agananda kể ông nghe thấy tiếng nổ lớn khiến cửa sổ rung chuyển. Ông cho biết mọi người đã chạy ra đường vì nghĩ đang có động đất. Ông Christomi Sianturi, một quan chức quân đội, thông tin chính quyền đang sơ tán người dân khỏi các khu vực lân cận. Ông nói lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể dập tắt ngọn lửa và chưa xác định được nguyên nhân chính xác gây ra hỏa hoạn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay và ngày mai, cả nước tiếp tục nắng nóng. Phía Đông Bắc Bộ và Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất từ 30 đến 33 độ C. Phía Tây Bắc nóng hơn với nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Các tỉnh Tây Bắc nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C. Từ Thanh Hóa xuống miền Nam, trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở các khu vực không chênh lệch nhiều, trong khoảng 35 đến 37 độ. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực miền Tây Nam Bộ tiếp tục phổ biến ít mưa, ngày nắng nhiều và có nơi ở ngưỡng nắng nóng. Trong thời kỳ này, có ngày nắng nóng có khả năng xuất hiện trên diện rộng. Từ ngày 1 tháng 4, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long giảm dần đến giữa tuần, sau đó tăng dần. Độ mặn cao nhất tại các trạm phổ biến ở mức cao hơn độ mặn cao nhất tháng 4 năm 2023. Độ mặn 4 phần ngàn xâm nhập sâu 75 đến 90 km từ cửa sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, 50 đến 62 km từ cửa Tiểu, cửa Đại, 60 đến 65 km trên sông Hàm Luông, 40 đến 45 km trên sông Hậu. Xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô năm 2023-2024 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm nhưng không gay gắt như mùa khô năm 2015-2016 và năm 2019-2020. Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mekong, triều cường và còn biến động trong thời gian tới. Các địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống xâm nhập mặn. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitre.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.